Xin mời các bạn xem tiếp set thứ hai của trận bán kết này các bạn. Đi trước màn hình ống kính của Đài Lâm là tem của Mạc Ninh Chi, Tiến Đen, Bình Minh, Thạch Đen, Phát Xích và Tân Truyền Hai. Còn bên kia tem của Bijuno ở quận 3, với nhân cái tên toàn trong nhà các bạn. Hiếu Đô Kỳ Truyền Hai trước đây của Trần Lê Xuyên, Trần Biên Hòa và hiện tại bây giờ là của Bình Dương. Và Chí Mexico hiện tại bây giờ là chơi cho Mexico. Và Lưng trước đây là chơi cho Vĩnh Long và Nghĩ rồi các bạn. Và Tú MC hiện tại bây giờ chơi cho Bình Dương. Và Trường Trắng Bơm trước đây là của Vật liệu Xây dựng Biên Hòa. Đây là những cái tên toàn trong nhà không các bạn. Còn bên đây là anh em Chân Đất. Hầu như đây là trận đấu giữa Chân Đất và trong nhà gặp nhau nha các bạn. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-3. Đây là nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Một quả thật sự đáng tiếc cho pha phòng thủ của Hoàng Tấn số 4 vừa rồi. 4-3. Một pha cứu bóng đầy quy lực đẹp của Trường Trắng Bơm mà một pha rớt bóng trước mặt Thạch Đen. Bó tay Thạch Đen ông vô Hoa Làng đã xác định được một tem vào, đó là tem của cấp thoát nước Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh của Quý Nhóc, Thắng Châu Truyền Hai và của Hoàng Thương đội tuyển Việt Nam tăng cường nha các bạn. 2. Đây là Nghĩa quý viên tại bây giờ của Mexico thành phố của các bạn. Ok, chúc cho coach Nghĩa sức khỏe. Ok man. Hiện tại bây giờ tỷ số là 10-5 nghiêng về cho tem Mizuno. Một pha đánh bóng lưới của tem Mạc Đinh Chi. Nếu tình hình này không cải thiện được thì tem của Mua Hoa Làng đồng hạng 3 nha các bạn. Đây là set thứ hai. Set thứ nhất tem Mua Hoa Làng thua 25-19. Một quả phan đường y đầy uy lực của tem Mua Hoa Làng. Một pha đánh bóng chồng của Tú mà MC quá uy lực, quá ghê gớm. Ngay vạch 3 mét luôn các bạn ơi. Một quả quá thông minh vạch 3 mét của Chi Mexico. 13-7. Xin lỗi các bạn, tỷ số 13-6 các bạn ơi, quá xa các bạn ơi. Tiếng đèn và bắp phải vàng trắng của Hiếu Ducati và lưng của Vĩnh Long. Hôm nay bị cảm nước mũi chảy quá các bạn ơi. Một pha chống trắng của Bình Minh và Bình Minh không phụ lòng đâu rồi. Thank you.
Đây là kênh của bộ đội vua Lì Đòn đang tác nghiệp bên khán đài bên kia bằng cùng với những người bạn của Đại Lâm tại Gò Sòi. Đây tỷ số hiện tại bây giờ là 7-15. Bình Minh giờ có một pha phát bóng hỏng, 16-7. Nếu tình hình này không có gì cải thiện thì team của Bijono của quận 3, team của Tú MC Trường Trắng Bom Chí Mexico cùng Hiếu Đô của Tây Trường 2 vào gặp team của Hoàng Thương đánh mũi nhanh của đội tuyển Việt Nam nha các bạn, cùng Quý Nhóc Bãi Biển. Tỷ số tại giờ là 17-7. Một pha phản công của Trường Trắng Bom không mấy khó khăn, nhưng đó tên của Mạc Đinh Chi không thể cứu vãn được. 18-7. Một pha chắn bóng tốt của Lưng. 19-7. Một pha lóng ngóng của team Bijono. 8-19. Ghê cho một pha đầy quy lực bơm nổ của Tú MC. Thật sự Tú MC vô trong nhà quá đáng sợ các bạn ơi. 28. Tú MC phát bóng. Một pha đánh bóng lọt tay trắng của Fascist. 9-20. Một pha phát bóng hỏng của Tiến Đen. 21-9. Quá hay và nỗ lực cứu bóng của Quý Tú MC. Quá hay. Bóng xuống đất rồi các bạn ơi, sau pha nỗ lực của Hiếu Đô Kỳ Tì Trường 2. Mười 21. Một pha trẻ vô của Trường Trắng Bom. 22-10. Một pha bóng lưới của Fascist. 23-10.
một pha kết thúc đường ghi của Bình Minh 11-23. Lại là Tú MC đường biên số 4, 24-11. Bóng ra ngoài 12-24. Lại là Tú MC pha bơm nổ kết thúc chương trình đại truyền hình đến hết 25-12. Tỷ số quá chênh lệch. Xin chúc mừng team Vionno quận 3 của Chi Mexico Tú MC, Chiền Hai Hiếu Ducati và Trường Trắng Bơm cùng Libero Tú Bushido và ông bầu Linh Nông Lâm Chiền Hai cùng các bạn Luân Tấn Cao. Xin chúc mừng, hẹn các bạn gặp lại set chung kết giữa team Vionno của Tú MC, Trường Trắng Bơm. Chí Mexico sẽ đối đầu với Hoàng Thương 1m98 cùng Quý Nhóc Bãi Biển Bầu Cát Tân Bình. Sẽ là trận chung kết rất nhiều hấp dẫn các bạn. Ê, ông vua, chia tay ông vua tại bán kết. Ông vô đen, Thạch đen và ông vô đen, Tiến đen, hai ông đen cùng phát xít. Xin chúc mừng team vô Thạch đen đồng giải ba cùng với An Cao. Ok. Xin chào các bạn nha. Kết thúc một buổi chiều tối bán kết của giải đấu du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Đã xác nhận được hai cái tên vào chung kết các bạn. Đó là team của Vionno quận 3 của Chí Mexico, Tú MC, Hiếu Đô Cơ Tây Thiền 2, Trường Trắng Bơm, Trường Trắng Bơm, Libero, Tú Bushido, Bình Thận và Tấn Cao. Đấy là những anh em trong nhà thật sự như các bạn. Sẽ gặp gỡ bên kia là Tăng Cường, Hoàng Thương, đội tuyển Việt Nam, Hoàng Thương nha các bạn, cao 1m98, đánh mũi nhanh, và Quý Dốc, Bãi Biển Một Cái Tân Bình. Và cùng nồng cốt của Vũ Gà Công an Phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái team thật sự gặp nhau tại trận chung kết, rất hấp dẫn nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn sẽ có một cái nhà du lịch cho giải vô địch phố ngày mai nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha. Bấm lại.